Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Ba Chai, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh, mọi người có thể xem video trực tiếp. Mình làm một kênh YouTube là kênh gốm sứ Bát Tràng, mọi người có thể lên trên kênh tham khảo hàng nghìn những cái sản phẩm mình đã làm thành video chi tiết. Ở video ngày hôm nay mình xin phép được giới thiệu đến mọi người một cái mẫu chóe sứ men lam vẽ tay được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Cái mẫu này có tên là Tứ Linh Chầu Thọ Nền Băng. Tứ Linh Chầu Thọ Nền Băng là hình ảnh bốn linh vật như là Long, Lân, Quy, Phụng cùng quần tụ lại hướng về cái chữ thọ này, hướng về chữ thọ, gọi là Tứ Linh Chầu Thọ. Ở giữa thì có hình ảnh một cặp chữ thọ lồng vào nhau. Cái độc đáo của cái nền băng đó chính là thay vì họa tiết khi mà vẽ xong thì chúng ta sẽ phải tô cái nền, tô cái màu của họa tiết là màu xanh lam, thì ở cái nền băng này thì sẽ làm ngược lại, nghĩa là sau khi phác họa được cái hình ảnh chính của họa tiết rồi, sau đó sẽ để trống cái phần họa tiết là cái màu trắng của xương sứ này, và cái nền thì chúng ta sẽ tô kín màu xanh lam đậm, nghĩa là làm ngược lại với những cái mẫu kiểu vẽ họa tiết màu lam, thì cái này là làm ngược lại cái màu trắng mọi người đang nhìn thấy nhé. Cái màu trắng của họa tiết này nó chính là cái màu của xương sứ, cái xương sứ nung ở nhiệt độ 1300 độ C để tạo ra cái xương sứ nó trắng tinh như thế này. Nghĩa là những cái màu trắng này mọi người đang nhìn này, màu trắng ở trên cái chóe này nó là cái màu của xương sứ chưa được phủ màu vào thì nó sẽ trắng tinh như vậy. Giới thiệu qua với mọi người về cái tác phẩm này thì cái dáng của bình này là được đúc khuôn, họa tiết thì vẽ 100% bằng tay, nền là màu xanh lam đậm này, họa tiết để màu trắng này. Về cái độ bền màu của sản phẩm này là vĩnh cửu với thời gian nhé, không sợ phai mờ xuống màu trong quá trình sử dụng, và độ bóng của sản phẩm này cũng là trường tồn với thời gian, độ bóng và màu sắc là bền vĩnh cửu. Kích thước chiều cao là 64 tính từ chân cho đến chóp, vanh bụng là 130. Cái vanh bụng này thì chúng ta lấy cái 130 chia cho 3,14 là sẽ ra được đường kính bụng. Để tạo ra cặp chóe này thì sản phẩm sẽ phải sử dụng là đất sét trắng xương trong không tạp chất, nung ở nhiệt độ 1300 độ C sẽ cho ra được cái chất sứ nó trắng tinh, nó xuyên sáng, nó tinh khiết và âm thanh rất là đanh. Để gõ cho mọi người nghe luôn. Về cái họa tiết nhé, họa tiết của sản phẩm thì ở mặt đằng trước này, mình gọi như đây là mặt trước nhé, thì có hình ảnh là hai chữ thọ lồng vào nhau, kết hợp với xung quanh là hình ảnh quả đào, hoa phù dung, hoa cúc và hoa đào. Đây là hình ảnh cái chữ thọ ở trên đây. Ở hai bên hai phía đây. Đây, mình xin phép đứng dậy. Hai bên hai phía này, một bên được vẽ hình ảnh là hình ảnh rồng, ở bên dưới là hình ảnh rùa, rồng và rùa nhé. Rồng này thì có đang cuốn ở bên mình là hình ảnh hoa phù dung. Rồng đang cuốn hoa phù dung. Còn rùa thì đang cõng ở bên trên lưng mình là hoa sen. Rùa đang cõng trên lưng là hoa sen. Đây là chim phượng hoàng. Ở mặt hông bên này, mặt hông bên này thì được chế tác hình ảnh là chim phượng hoàng nhé. Hai bên hông thì được chế tác như nhau, nghĩa là hai chiếc này thì họa tiết giống y hệt nhau. Ở bên này thì chế tác là hình ảnh chim phượng hoàng có đang ngậm sách quý này. Chim phượng hoàng đang ngậm sách quý và đan xen kết hợp với chim phượng hoàng là hình ảnh hoa đào. Hình ảnh hoa đào, phượng hoàng đang ngậm sách quý này, đang cắt ở trên mỏ là một cái tờ sách quý. Ở bên dưới là hình ảnh lân, hình ảnh kỳ lân. Lân này ở trên lưng đang cõng chữ thọ nhé, lân ở trên lưng đang cõng chữ thọ. Ở lát nữa thì mình sẽ quay cận chi tiết vào để chúng ta nhìn thấy rõ nhất. Bây giờ thì mình sẽ quay tổng quan trước. Ở đây là mặt sau của sản phẩm này, đây mặt sau đây. Tất cả những cái sản phẩm như này chúng tôi đều ship toàn quốc, rất nhiều người ở xa, ví dụ như cơ sở chúng tôi là Bát Tràng, rất nhiều người ở xa muốn sở hữu những cái sản phẩm này nhưng sợ cái vấn đề là vận chuyển nó sẽ bị vỡ. Riêng vấn đề này mọi người yên tâm, tất cả những cái sản phẩm mà chúng tôi vận chuyển đi xa thì đều phải đảm bảo đóng gói rất là kỹ càng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vận chuyển nếu như mà gặp bất kỳ một cái rủi ro gì, nếu như mà gặp rủi ro thì đơn vị bán hàng như chúng tôi là sẽ chịu trách nhiệm. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng nguyên vẹn, không gặp vấn đề gì, đẹp thì mọi người nhận hàng và thanh toán. Thế nên là mọi người rất là an tâm nhé.
và chúng tôi ship toàn quốc, chỉ cần mọi người có nhu cầu thôi thì chúng tôi sẽ gửi hàng toàn quốc cho mọi người. Đây phần trên nắp này, nắp cũng là băng kín, được trang trí họa tiết là hoa cúc này. Đấy, trong lòng của chóe này cũng phủ men nhé. Thì chóe, ý nghĩa của chóe trong phong thủy là gì? Chóe, ý nghĩa của chóe trong phong thủy là tích trữ của cải tài sản, tránh thất thoát tài sản. Đấy là ý nghĩa của chóe. Chóe này thì chúng ta sẽ bày thứ nhất là tại phòng thờ, ví dụ như là hai bên ban thờ. Cái thứ hai nữa là bày tại trong phòng khách để giúp cho không gian của chúng ta trở nên sang trọng. Có rất nhiều mẫu họa tiết, nếu như mọi người quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là xem ở trên kênh Gốm Sứ Bát Tràng. Có rất nhiều mẫu họa tiết nhé. Giờ mình sẽ quay cận vào để chúng ta nhìn được rõ nhất cái họa tiết được chế tác ở trên cái cặp chóe này. Như vậy hôm nay mình đã giới thiệu đến mọi người một cặp chóe sứ Men Lam vẽ tay Bát Tràng, mẫu là Tứ Linh Chầu Thọ nền băng, Tứ Linh Chầu Thọ nền băng. Hiện tại thì mình đang quay cận và để chúng ta có cái nhìn rõ nhất về sản phẩm. Thì mình sẽ quay ở mặt phần trên trước. Đây, phần mặt từ này ở trên. Đây mọi người nhìn thấy nhá, những cái họa tiết mà màu trắng như này, những cái màu trắng này là màu của xương sứ. Mình sẽ soi đèn vào cho mọi người nhìn cái độ xuyên sáng của sản phẩm này. Ở đất trắng thì có rất nhiều loại đất trắng, nhưng mà loại này là loại xuyên sáng này. Đây, chúng ta nhìn nhá, thì ánh sáng nó chạy chưa? Có những loại đất cũng là đất trắng nhưng mà nó không xuyên được sáng, nhưng mà riêng loại này là loại xuyên sáng này. Bác nào mà chơi kiểu hàng độc lạ luôn ấy thì mọi người về mọi người làm cho em cái bóng típ to vào đây, bóng tầm 100W ấy. Bóng tầm 100W đổ vào đây, đóng cái nắp vào, nhìn nó sáng rực cả cái họa tiết lên, chất cực kỳ luôn. Nếu mà thích chơi kiểu trưng bày nó kiểu ví dụ như nhìn theo chất hẳn. Đây là nhà chim Phượng Hoàng này. Đây, Phượng Hoàng đây. Phượng Hoàng thì trên miệng còn đang ngậm một cái tờ này gần như là tờ sắc lệnh của trên trời ấy. Cái tờ sắc lệnh ở trên trời. Nó giống như là thánh chỉ ở bên dưới mặt đất của chúng ta. Đây, Phượng Hoàng nó ngậm một cái lệnh. Đây là hình ảnh rồng này. Đấy. Mọi người nhìn cái nét màu trắng này, nó gọn gàng này, nó không bị lem nha lem nhem ra. Riêng cái nền băng này chúng ta phải nhìn nhìn về cái họa tiết chính ấy, nó phải gọn gàng, nó không bị lem nhem cái màu nó liếm sang cái phần họa tiết nhé. Đây là hình ảnh rồng này. Rồng nó quận vào hoa mẫu đơn đấy, hoa phù dung. Hoa phù dung thì cánh hoa nó to. Đây là hình ảnh rồng nhé. Đấy, nhìn quay cận vào nhất để cho mọi người nhìn và tham khảo phần nắp này. Mặt bên đằng sau đây. Đây là cái mặt đằng sau đấy. Hoa sen nhé. Mặt đằng sau là hoa sen. Rồi, quay lại cái mặt chính. Đây là hình ảnh chữ thọ và hình ảnh hoa đào, quả đào, hoa sen được bo viền ở bên ngoài cái chữ thọ này. Hai chữ thọ lồng vào nhau, nền băng nhé. Xuống đến bên dưới này. Đây là hình ảnh rồng này. Quay cận vào đây. Ở dưới là hình ảnh rùa đang cõng hoa sen này. Rùa đang cõng hoa sen nhé. Sang đây là hình ảnh lân và phượng hoàng.
Phượng Hoàng này. Xem xong video của mình, nếu thấy video của mình hay và ý nghĩa, rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam. Và đang muốn sở hữu cặp chéo này thì mọi người vui lòng là gọi điện hoặc là chụp ảnh lại mẫu sản phẩm này gửi qua Zalo số điện thoại đang được gắn ở bên trên video để chúng tôi biết chính xác là mọi người đang quan tâm đến cái mẫu nào. Bởi vì nếu như mà chỉ nói tên thôi, nói tên thì rất dễ nhầm nhá. Ví dụ như là cùng là mẫu tứ linh như thế này nhưng có rất nhiều kiểu chế tác cái họa tiết khác nhau ấy. Mọi người có thể tìm dễ dàng hơn những cái video mà mọi người có thể là muốn quan tâm. Bởi vì khi mà lên trên kênh này thì có rất nhiều video với các loại sản phẩm khác nhau. Thì mọi người hãy vào cái mục danh sách phát. Hãy vào mục danh sách phát này. Mọi người nhấn vào mục danh sách phát thì sẽ hiện ra rất nhiều cái mục về từng dòng sản phẩm một. Đấy, mọi người có thể lên trên đây và vào từng mục để xem sản phẩm. Như vậy nó sẽ không bị loạn sản phẩm nếu như mọi người xem ở trên trang chủ. Đấy, các bạn có thể xem ở trên cái mục danh sách phát này, vào trực tiếp cái mục này để kiểm tra từng cái dòng sản phẩm mà mọi người có thể quan tâm.